bắt đầu. Bạn công bạn yêu cầu công việc Formosa, tên tôi là Lê Văn Sơn, sinh ngày 6/7/1988, số hộ chiếu PO 2242671. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng công ty công trình Thái Mỹ, nhà máy địa điểm làm việc Vân Lâm, Đài Trung, thời hạn hợp đồng 3 năm, yêu cầu lao động không sợ độ cao, phối hợp làm việc ngoài trời, lao động khi nhập cảnh trong vòng 1 đến 3 tháng, làm tỉa vào cổng Formosa, sau khi có tỉa Formosa mới có thể được phép vào tập đoàn Formosa làm việc, trong thời gian chưa có tỉa vào làm việc tại Formosa phải tuân thủ sự sắp xếp công việc của chủ sử dụng và người quản lý, ví dụ cắt cỏ trồng cây, vệ sinh khu vực, quét dọn công ty công trường. Cũng có thể công ty chưa cố đăng ca hoặc công việc cụ thể thì hoàn toàn phải phối hợp với chủ sử dụng. Nhanh nhẹn, ngon ngọn, phản ứng và có khả năng học hỏi, chăm chỉ, tính tình cẩn thận, thái độ tốt, yêu cầu lao động phối hợp với tình hình đăng ca, đổi ca của nhà máy. Sau khi có tỉa vào tập đoàn Formosa, yêu cầu lao động học an toàn lao động theo nhà máy và công xưởng làm việc, sắp xếp chú ý trong khi làm việc cần chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cá nhân, trong nhà máy có camera chủ theo dõi, nếu ai cởi bỏ hoặc không chuẩn bị đồ bảo hộ lao động sẽ bị phạt theo quy định của nhà máy, và trong giờ làm việc tuyệt đối không hút thuốc và làm việc riêng, nếu bị phát hiện sẽ phạt từ 1.000 đến 5.000 nhân dân tệ. Yêu cầu lao động chú ý sản phẩm, mô tả công việc tháo lắp dàn giáo thanh cơ khí, lắp đặt phun sơn, phun cát, chống rỉ, vệ sinh khu vực làm việc sắp theo sắp xếp của chủ sử dụng, ưu tiên lao động có kinh nghiệm liên quan đến hàn điện, cắt mài, lắp đặt, số giờ tăng ca thứ bảy theo lượng công việc cộng thưởng hiệu quả công việc, môi trường làm việc Formosa, mức lương cơ bản 27.400 nhân tệ, phí ăn ở 2.500 nhân tệ, cung cấp bữa đi làm, dự kiến xuất cảnh tháng 12/2024, hình thức tuyển chọn gửi form. Tình trạng sức khỏe hiện tại tôi không mắc bệnh gì, đã từng phẫu thuật mổ ruột thừa, tôi cam đoan hiện tại sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ bệnh lý nào, tim mạch huyết áp dạ dày, xương phổi xương dạ dày, phổi xương khớp, thể lực, thị lực, tính lực hoàn toàn bình thường. Tôi biết bản thân phải gìn giữ sức khỏe để đảm bảo làm tốt công việc chủ sử dụng giao phó. Nếu vì lý do sức khỏe tôi không thể tiếp tục làm việc, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về nước vô điều kiện và không có bất kỳ thắc mắc, khiếu kiện gì. Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc của tôi khi sang Đài Loan làm việc. Tôi đồng ý và ký vào bản công việc này và không có bất kỳ ý kiến thắc mắc, khuyến cáo gì. Tôi cam kết sẽ làm hết hợp đồng như đã ký, tuyệt đối sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ không nhận lại được bất kỳ chi phí từ nào từ môi giới Đài Loan và Việt Nam. Tôi ký cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Hà Nội ngày 9/12/2024. Họ tên lao động Lê Văn Sơn. Lê Văn Sơn đang hiểu rõ nội dung công việc sang Đài Loan làm gì chưa? Rồi. Làm đơn này là làm khu nghiệp Formosa, Vân Lâm, Đài Trung nhé. Làm phun sơn, phun cát, bảo dưỡng đường ống cơ khí, đường ống dầu, thanh kim loại, thanh cơ khí, thanh dàn giáo nhé. Rồi. Và có ra ngoài lắp đặt, có làm ngoài trời nhé. Rồi.